Vâng, và xin chào tất cả các bạn, và chúng ta đến nhóm tính cách tiếp theo trong việc mà chúng ta sẽ giao tiếp với họ, đó là nhóm tính cách I. Khi bạn biết được cái nhóm tính cách của mình đang giao tiếp là nhóm tính cách I, thì điều rất là tuyệt vời là họ trở nên là rất là gần gũi và thân thiện bạn bởi những câu chuyện mà họ tiếp cận với bạn. Nhưng để trở nên tuyệt vời hơn và giao tiếp với họ tuyệt vời hơn, thì bạn hãy nhớ rằng là bạn cũng cần phải đưa vào đây những câu chuyện và dành cho họ quyền được nói. Hãy nhớ rằng là hãy để cho họ được nói, và cái sức phản kháng của bạn ở đây cũng không nên đưa ra. Hãy đưa ra thêm những cái câu chuyện để làm rõ thêm cho những cái điều mà họ đang chia sẻ là điều rất là quan trọng. Họ là người truyền cảm hứng với người khác, nên là việc của bạn đưa thêm những cái thông điệp khác thì bạn cũng sẽ trở nên tuyệt vời hơn trong mắt cái người nhóm I này. Khi giao tiếp với người nhóm I thì bạn cũng cần phải chú ý rằng là đôi khi họ cũng có thể có những cái hành vi cư xử không được khéo léo, là bởi vì họ rất là nhiều các cái câu chuyện như vậy. Đôi khi một vài cái câu chuyện riêng tư nào đó họ có thể đưa ra, và cũng có thể là cái điều đấy gây khó chịu cho người khác. Và cũng có thể là nếu như họ đưa ra nhiều câu chuyện riêng tư quá thì nó lại trở nên là một cái điều người ta nói rằng là giống như chúng ta đang nói về câu chuyện người khác. Cái điều đấy thì không tốt tí nào. Nhưng bạn hãy nhớ rằng việc của mình giao tiếp với người nhóm I thì hãy kiểm soát điều này. Hãy kéo họ lại vào những công việc chính của mình, và hãy đưa vào đây những cái câu chuyện để làm rõ thêm những cái điều mà họ đang đưa ra. Khi giao tiếp với người nhóm I thì bạn cũng cần phải chú ý rằng đó là khi mà họ rất là khó chịu khi mà đưa vào đây những con số hoặc là các cái quy trình, quy tắc. Nếu mà bạn khi mà đưa ra những quy tắc quá cho những người nhóm I này, họ rất là khó chịu và họ cũng không thể nào có thể giao tiếp một cách tự nhiên được với bạn. Nên con số và những cái điều chi tiết đấy bạn hãy dành cho cái điều phía sau khi bạn, nếu mà như bạn bắt đầu mới giao tiếp với họ. Với người nhóm tính cách I thì bạn cũng cần phải một cái chú ý nữa, đó chính là bạn không nên đưa vào đây những cái sự áp lực hay là những cái điều mà họ cảm thấy khó làm. Những cái điều gì đấy mà khó khăn là họ rất là khó. Ban đầu phải đưa gì những cái điều gì đấy dễ dàng để họ cảm thấy là đơn giản hóa nó, và sau đấy thì họ sẽ tiếp tục với bạn. Người nhóm I là người rất là dễ thân thiện, nên bạn có thể nhờ họ để tạo ảnh hưởng thêm với những người khác và giúp đỡ công việc của bạn. Khi giao tiếp với người nhóm I thì bạn cũng có thể là họ cũng sẽ giúp cho bạn là trở nên vui vẻ hơn, cảm thấy thoải mái hơn. Và người nhóm I là người rất là tuyệt vời trong cái đội nhóm của bạn. Và để chúng ta giao tiếp được thêm với nhóm tính cách khác, hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.